Rồi, xin chào mọi người nha. Sài Gòn 365 TV đây. Rồi, rất vui được gặp lại mọi người nha. Rồi, hôm nay mình có lên đội đăng ký xe. Địa chỉ là 282 nơi Trăng Long, quận Bình Thạnh ha mọi người. Để lấy cặp bạc xe ha. Rồi sẵn trong quá trình đi mình giới thiệu về cuộc sống Sài Gòn cho mọi người ha. Giờ đây mình đang ở đường Đinh Tiên Hoàng ha. Bên phải mình là khu vực của bệnh viện quận Bình Thạnh. Rồi mình sẽ lên Phan Đăng Lưu ha, rồi vào ghé vào nơi Trăng Long. Rồi trước mặt mình là ngã ngã ba Đinh Tiên Hoàng với Phan Đăng Lưu ha mọi người. Ở đây có khu vực nổi tiếng đó là lăng ông Bà Chiểu ha. Hướng nào mình quẹo phải thì mình sẽ về chợ Bà Chiểu rồi á, còn quẹo trái thì mình về Hoàng Văn Thụ á, công viên Hoàng Văn Thụ rồi ha, bệnh viện Gia Định rồi ha. Rồi thì mình sẽ lên quẹo trái ha, mình sẽ quẹo trái, mình rẽ về hướng nơi Trăng Long. Rồi mọi người thông cảm tiếng nha, hơi bị kẹt xe một chút. Rồi giờ mình quẹo trái ha. Quẹo trái về hướng nơi Trăng Long. Là trung tâm thể dục thể thao quận Bình Thạnh ha mọi người. Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh. Rồi giờ mình sẽ quẹo phải ha. Quẹo phải vào đường nơi Trăng Long. Rồi chính cái đèn đỏ nữa rồi. Ở bên bên trái mình đó ha, là bệnh viện gọi là bệnh viện Gia Định ha mọi người, bệnh viện Nhân dân Gia Định. Rồi trước mặt mình luôn đó là bệnh viện ung bú hả mọi người. Đây khu vực có bệnh viện ung bú nè. Nói chung vô bệnh viện này là toàn là bệnh nặng không ha. Hồi xưa thì không có cái cầu vượt đâu, cầu vượt dành cho người đi bộ á. Rồi sau này mới có ha. Lúc trước đi ngang đây kẹt xe nhiều lắm. Rồi từ lúc có cái cầu vượt đồ là nó đỡ rồi. Rồi giờ mình sẽ tiếp tục đi lên thẳng lên 282 nơi Trăng Long ha mọi người. Thì giờ mình xin giới thiệu với mọi người sơ về các điểm đăng ký xe ô tô tại Sài Gòn ha. Thì theo quy định của nhà nước khi đăng ký ô tô không giống như đăng ký xe máy. Như là đăng ký xe máy thì mình đăng ký tại các quận huyện ha.
Đăng ký ô tô thì chỉ được đăng ký ở một số điểm quy định chung của tỉnh thành phố. Ở các tỉnh khác á, thì lên công an tỉnh đăng ký. Riêng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh á, thì có đặc thù là số lượng xe lớn ha, địa bàn rộng nên chia ra làm nhiều điểm đăng ký. Thì điểm thứ nhất á, là địa điểm đăng ký xe ô tô tại đội cảnh sát giao thông An Sương ha. Địa chỉ là 1509 Nguyễn Ánh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Thì tiếp nhận đăng ký các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có hộ khẩu và trụ sở tại các quận huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, quận 12, quận Tân Phú và quận Bình Tân ha. Rồi địa điểm thứ hai là điểm đăng ký xe ô tô tại đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Địa chỉ là 212 quốc lộ 1A, phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Sẽ tiếp nhận đăng ký xe đối với tất cả các loại xe ô tô của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có hộ khẩu và trụ sở tại các quận huyện Nhà Bè, Cần Giờ, quận Thủ Đức, quận 2, quận 9 và quận 7 ha mọi người. Còn điểm cuối cùng hay là điểm thứ ba đó là điểm đăng ký xe tại đội đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Địa chỉ là 282 Nơi Trang Long, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ha. Thì sẽ tiếp nhận tất cả các hồ sơ đăng ký xe ô tô của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có hộ khẩu và trụ sở tại các quận còn lại. Đó thì mình sẽ giới thiệu sơ về 3 điểm đăng ký xe ô tô tại thành phố Hồ Chí Minh cho mọi người ha. Và chi tiết thì mình sẽ để trong cái phần mô tả đó. Rồi mọi người có thể vào xem ha. Rồi giờ mình cũng gần đến rồi đó. Thì hôm nay chỉ đi lấy cặt vẹt thôi. Hôm trước mình đã đi đăng ký xong rồi. Thì lấy cặt vẹt xong rồi mình quành về ha. Thì mình cũng sẽ tiếp tục giới thiệu với mọi người về những con đường khác của Sài Gòn ha mọi người. Rồi bây giờ vô bãi gửi xe thôi. Cầm giấy hẹn lên lấy cặt vẹt về. Nhớ đi mang theo chứng minh nhân dân nha. Tại vì khi lấy giấy hẹn lấy cặt vẹt á cũng cần phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân. Rồi giờ gửi xe lấy thôi mọi người ơi. Rồi, sau khi vô chờ khoảng 10 phút ha. Mình đã lấy xong cạc vẹt. Rồi giờ đi về thôi mọi người ơi. Rồi bây giờ mình cũng sẽ quay những cái tuyến đường mình về cho mọi người xem ha. Về nơi nơi Trăng Long nè, Phan Đăng Lưu ha. Rồi mình sẽ quẹo qua Phan Đình Phùng ha. Rồi đi qua cho mọi người xem cầu Kiệu ha. Rồi xin mời mọi người đi theo mình nha. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ cho mình một like ha. Cũng như subscribe đăng ký kênh á, cũng bấm cái chuông á để xem những video clip tiếp theo của mình nha. Rồi, xin chào mọi người. Mời mọi người tiếp tục hành trình cùng mình ha.
Thank you.